Kết bài ăn chọn điểm tác phẩm Vội Vàng. Không chỉ là những vần thơ đậm chất nghệ thuật, Vội Vàng còn là một thông điệp tích cực của một tâm hồn tràn trề nhựa sống, mang đến cho bao độc giả sự yêu đời tha thiết, nồng nhiệt và cả những bài học về việc sống có ý nghĩa với thực tại, trân trọng những phút giây còn đang sống. Quả thật, thơ Xuân Diệu chính là một nguồn sống dạt dào chưa từng có ở chốn non nước lặng lẽ này.